đang trên đường đi đến một cái siêu thị vật liệu xây dựng. Đây là một trong hai siêu thị vật liệu xây dựng lớn nhất tại Ý. Các bạn hãy cùng nghe chúng ta đi tham quan siêu thị vật liệu xây dựng Leroy Merlin. Leroy Merlin là một công ty lớn của Pháp chuyên về gạch đá, đồ tự làm, xây dựng, làm vườn, trang trí và nội thất. Khu vực trưng bày đầu tiên ngay từ cửa ra vào là đèn. Nga thấy có rất nhiều loại đèn, từ đèn âm trần cho đến đèn trang trí và cả đèn ngoài trời nữa. Các bạn có nhớ Nga nói về ánh sáng vàng và ánh sáng trắng không? Ở đây người ta có trưng bày mẫu bóng cho mình lựa chọn luôn nè. Ánh sáng vàng trắng thì mình lựa bóng có nhiệt độ màu là 2700K. Còn ánh sáng trắng thì sẽ là 4000K. Hey Google, can you turn on kitchen light? L'unità di misura della forza nel sistema internazionale di unità di misura è definito come la forza necessaria. Thiết bị này gọi là Google Mini. Sau khi kết nối với hệ thống đèn thì các bạn có thể dùng giọng nói của mình để bật tắt đèn ở trong nhà. Ngoài ra còn có hai cách khác nữa, đó là dùng app Hey Smart hoặc là dùng điều khiển. Và để có thể sử dụng hệ công tắc đèn thông minh này thì bạn sẽ phải mua một cái loại bóng đèn đặc biệt, đó là bóng đèn Wi-Fi LED. Nếu mà bóng thường có giá tầm 175.000 thì bóng này sẽ có giá tầm 275.000, tức là gấp tầm 1,5 cho đến 2 lần. Bây giờ đang là mùa đông cho nên có nguyên một cái khu để lựa chọn đồ trang trí Noel luôn nè các bạn. Các bạn thì sao? Các bạn đã trang trí Noel cho nhà của mình chưa? Tiếp theo, Nga đang đến khu vực gối trang trí và rèm. Ở khu vực bán rèm này thì họ treo rất là nhiều các cái mẫu rèm khác nhau. Nếu như bạn thích treo rèm dạng ray thì bạn có thể lựa chọn những cái ray treo rèm ở đây. Những cái ray treo rèm này thì nó có những cái vật liệu khác nhau, và bạn có thể lựa chọn những cái phụ kiện đi kèm nữa. Ví dụ như ở đây là những cái chấu ở hai bên cái thanh ray rèm nè các bạn. Còn ở khu vực này thì là cái mẫu rèm mà dạng ray âm trần. Còn khu vực này sẽ là cái mẫu rèm dạng cuốn. Các bạn thấy là họ đặt những cái đèn ở phía sau cái rèm để mình có thể thấy được cái độ xuyên sáng của rèm như thế nào. Nga thấy thì họ ở đây họ treo rèm rất là khoa học, tức là một bên sẽ là mẫu rèm, sau đó là có những cái hình ảnh minh họa cái mẫu rèm đó nó như thế nào. Và họ trưng bày cho mình một cái góc rèm thật nó ra làm sao luôn. Khu vực này là khu vực rèm dành cho phòng trẻ em. Khi mà nhìn thấy những cái rèm mà có những cái họa tiết thú vật hoặc là cây lá như thế này thì Nga cũng rất là thích. Đây là khu vực thảm, có rất là nhiều các cái loại thảm với hoa văn, màu sắc và kích thước khác nhau. Các bạn có thích sử dụng thảm cho ngôi nhà của mình không? Hãy comment ở bên dưới để cho Nga biết nha. Chúng ta đang đứng ở cái khu vực bán gạch. Chắc là ở Việt Nam mọi người sẽ thấy là gạch Italia rất là nổi tiếng đúng không? Vậy thì bây giờ thì Nga sẽ show cho các bạn thấy một vài cái mẫu gạch hiện đang có trên thị trường tại Ý nha. Đây là khu vực gạch giả gỗ ở ngoài trời. Nga thấy cách trưng bày ở đây rất là hay, đó là họ sẽ trưng bày cả cái cách lắp đặt gạch như thế nào và một cái mảng gạch tầm 1m2 để cho chúng ta dễ hình dung. Khi mà lựa gạch ngoài trời á, thì các bạn hãy chú ý đến cái bề mặt của gạch nha. Nó nên có cái bề mặt sần không bóng như thế này để tránh trơn trượt.
Các cái mẫu gạch mosaic với hoa văn này được ốp rất là nhiều ở sân, ở ngoài trời ở Ý. Ở phía dưới thì các bạn thấy là họ bán gạch theo từng vị như thế này, và họ cũng có chỉ dẫn cho chúng ta mua keo hoặc là vữa như thế nào nữa luôn. Nga sẽ cho các bạn coi một cái loại gạch rất là nổi tiếng tại những cái khu vực vùng Địa Trung Hải, đó là gạch terracotta. Thì ở Ý các cái nhà truyền thống của vùng Địa Trung Hải họ sử dụng rất là nhiều các loại gạch terracotta, có cái màu gạch như thế này, các bạn thấy không? Đây. Các bạn thấy một cái mẫu gạch thì người ta sẽ trưng bày cho mình thấy là cái mẫu gạch thật nó sẽ như thế nào ha, mà người ta sẽ làm là một vài cái viên luôn chứ không phải là một viên không, thì như vậy thì mình sẽ dễ hình dung được cái gạch khi mà mình lát nó như thế nào, chúng ta sẽ thấy được cái tính chất của nó như thế nào ha. Ví dụ như là cái gạch này thì có thể sử dụng ở trong nhà và ngoài nhà nè, dùng cái này là xe hơi có thể chạy lên được nè, rồi cái ron gạch nó cũng ghi luôn là ít nhất là phải là 50mm nữa, rất là kỹ luôn ha. Như vậy thì chúng ta sẽ biết được rất là khi mà chúng ta mua thì chúng ta sẽ dễ dàng lựa chọn được các loại gạch nó như thế nào ha. Giá nhân công ở châu Âu rất là cao, cho nên là mọi người thường hay đến những cái siêu thị như thế này để mua đồ về tự làm. Chính vì vậy những cái thông tin mà siêu thị đưa ra cũng rất là cụ thể và chi tiết. Các bạn đang thấy ở đây là khu vực gạch giả đá rất là nổi tiếng ở Ý. Ví dụ như ở đây các bạn có thể thấy những cái mẫu gạch giả đá bóng hoặc là mờ, ví dụ như mẫu gạch giả đá Calacatta nè. Còn ở đây là khu vực gạch trang trí có rất là nhiều các cái màu sắc và hoa văn rất là đẹp và sang ha. Sau khi mà các bạn chọn được loại gạch rồi, cũng như là các bạn thấy là người ta hướng dẫn cho mình những cái loại keo, những cái loại vữa hoặc là những cái dụng cụ nào cần thiết rồi, thì chúng ta sẽ đến cái khu vực này để mua. Có rất là nhiều những cái dụng cụ ở đây để các bạn có thể ốp cái gạch của mình. Ví dụ như ở đây là những cái ron ốp giữa hai cái gạch nè. Thì các bạn thấy là người ta ghi chú và người ta có để hình ảnh minh họa rất là rõ. Đây là khu vực những cái nẹp nhựa để các bạn định hình cái ron gạch của mình. Nghe thấy lớn nhất là 3mm và nhỏ nhất là 0.5mm. Còn đây là cái dụng cụ để mà chúng ta có thể ốp cái ron gạch cho nó đúng chuẩn nè. Tiếp theo chúng ta đến với khu vực phòng tắm. Các bạn đang nhìn thấy rất là nhiều các loại bồn rửa mặt khác nhau. Và ở đây họ sẽ trưng bày cho chúng ta những cái bộ combo bồn rửa mặt, kệ tủ và gương như thế nào. Cũng giống như ở Việt Nam thì hiện nay những cái mẫu đèn gương LED như thế này đang rất là phổ biến. Và các bạn có thể thấy là tại mỗi cái khu vực thì đều có nhân viên ngồi ở đó để có thể tư vấn giải đáp những cái thắc mắc của khách hàng cũng như là giúp cho khách hàng đặt hàng. Đây là những cái mẫu phòng tắm rời rất là phổ biến ở Ý, các bạn chỉ cần mua về và lắp đặt vào trong cái phòng tắm của mình. Và như vậy thì khi tắm thì nước nó sẽ không có văng ra ngoài, cho nên là cái phòng tắm lúc nào nó cũng rất là khô ráo và sạch sẽ. Đây là khu vực bếp, các bạn có thể xem một vài các cái mẫu bếp đang trưng bày ở đây và sau đó thì các bạn có thể đến cái khu vực tư vấn để mà mua và lắp đặt bếp theo cái kích thước và cái nhu cầu của mình. Và ở đây thì có rất là nhiều các loại mẫu vật liệu để cho các bạn chọn. Còn đây là khu vực trưng bày cửa sổ và cửa đi. Các bạn đang nhìn thấy cái cửa sổ có hai cái lớp kính. Thì so với cửa sổ thông thường thì cửa sổ có hai lớp kính có khả năng cách nhiệt gấp đôi và có khả năng giảm tiếng ồn. Do ở châu Âu thì có 4 mùa, do vậy là cửa sổ cũng được mở với rất là nhiều các cái góc độ khác nhau. Một trong những điều thú vị khi mà đi xem các loại cửa ở Ý đó là không chỉ chúng ta phải xem về cái hình thức thiết kế và vật liệu của cửa mà chúng ta còn phải xem thêm cái độ an toàn của cửa nữa.
Ở đây chúng ta đang nói đến cửa chính nha các bạn. Các bạn thấy là cửa này có độ an toàn là 2, nhưng mà cửa này sẽ có độ an toàn là 3. Độ an toàn của cửa càng cao thì những cái bộ khóa cửa ở bên trong nó càng nhiều. Các bạn thấy ở đây người ta trưng bày cho mình thấy cái cấu tạo khóa ở bên trong cửa như thế nào luôn. Từ căn bản cho đến cái bộ cửa rất là an toàn, có đến 3-4 cái lớp khóa khác nhau. Còn đây là các cái mẫu cửa đi ở trong nhà, có đến 250 mẫu cửa với các cái thiết kế và màu sắc khác nhau để các bạn có thể lựa chọn. Nghe đang đi đến khu vực gỗ, các bạn có thể mua những cái tấm gỗ đã được cắt theo module như thế này để lắp ghép những cái tủ kệ và sơn theo cái hướng dẫn minh họa như thế này. Hoặc là chúng ta có thể mua những cái tấm ván gỗ lớn về để cưa cắt theo ý chúng ta muốn. Hoặc là họ cũng có bán những cái mặt bàn và chân bàn để chúng ta về chúng ta có thể tự lắp ghép như thế này. Mẹ ơi, mẹ ơi. Ừ? Mẹ ơi. Sao? Mẹ nấu đi. Mẹ nấu đi hả? Nấu gì? Nấu pasta cho con. Nếu như mà các bạn mua đồ nặng thì đều có những cái xe đẩy như thế này để các bạn có thể đẩy đồ đi ra xe hơi rất là tiện. Còn đây là khu vực bán những cái len chân tường bằng gỗ, có màu trắng nè hoặc là màu gỗ tùy theo cái ý thích của mình. Và họ cũng có ghi chú những cái loại nẹp gỗ, vật liệu như thế nào, có những cái chi tiết chỉ rất là đa dạng và phong phú. Đây là cái viền gỗ của cái tấm MFC. Để dán cái viền cạnh của cái tấm MFC thì các bạn sẽ cần phải mua những cái dụng cụ như thế này. Sau đó thì người ta sẽ chỉ cho mình từng cái bước mình phải thực hiện nó như thế nào. Ví dụ như là đầu tiên là mình phải gỡ ra nè, sau đó mình chà cạnh nè, sau đó là mình bấm keo nè, sau đó là mình dán lên nè, rồi sau đó là mình dùng bàn ủi mình ủi nè, sau đó mình lại chà lại nè. Tất tần tật chúng ta có thể tự làm ở đây luôn. Như vậy thì khi mà Nga đi xem cái này thì Nga mới biết được một cái quy trình của cái việc dán cạnh của tấm MFC là như thế nào đó. Những cuộn dán viên cạnh này có giá tầm 250.000 và có rất là nhiều màu để chúng ta lựa chọn. Ngoài ra thì ở đây họ có thể hiện những cái dụng cụ các bạn mua về để tự dán viên cạnh luôn ha. Đây là Nga đã tìm thấy cái tấm mặt bàn tròn để Nga có thể làm một cái bàn cho con. Bàn cho Alexa, ok. Nga đã tìm thấy một cái tấm bàn mà Nga đang muốn có để về làm một cái bàn nhỏ. Ở đây có sẵn các bạn với kích thước là 40cm. Các cái loại mặt bàn tròn này có rất là nhiều các cái kích thước khác nhau để các bạn có thể lựa chọn. Ngoài ra thì Nga còn có tìm thấy những cái nẹp chỉ gỗ như thế này nữa, có nhiều cái chỉ rất là đẹp. Và đây là khu vực mà Nga nghĩ rằng những cái anh sẽ rất là thích, đó là khu vực dụng cụ để các bạn có thể tự khoan đục vân vân, tất tần tật các loại cưa cắt rất là nhiều thứ. Có hai hãng chính, đó là hãng Bosch và hãng Black Decker. Và khi mà chúng ta làm tại nhà thì họ có bán những cái bộ bảo hộ lao động luôn. Còn đây là khu vực bán sơn, có rất là nhiều các loại sơn cho các bạn lựa chọn, từ sơn kim loại cho đến sơn gỗ cho đến sơn tường, sơn nghệ thuật vân vân và vân vân, rất là nhiều các loại có mẫu sẵn để cho các bạn lựa chọn. Ngoài ra thì họ còn có một cái khu vực để mà mình có thể phối màu theo ý muốn của mình nữa. Các cái hãng sơn ở đây thì các bạn có thể thấy là Anston, Max Meyer, Dexter vân vân, là những cái mẫu hãng sơn khá phổ biến ở Ý. Còn đây là các cái mẫu sơn cửa này các bạn, họ trưng bày cho các bạn thấy luôn mẫu sơn cửa, mẫu sơn ở trên gỗ như thế nào. Đây là các cái cây bút để mà chúng ta làm trắng các cái ron gạch này các bạn.
Khu vực cuối cùng của siêu thị vật liệu Leroy Merlin đó là khu vực làm vườn. Các bạn có thể mua rất là nhiều các loại cây hoa, chậu cây ở đây, cũng như là rất là nhiều các cái loại vật liệu và dụng cụ để có thể làm đẹp cho khu vườn của mình. Và sau khi mua sắm xong thì mọi người sẽ đến một cái quầy bar để mà tự thưởng cho mình một cái chiếc bánh ngọt hoặc là một ly cà phê sau một ngày tìm kiếm và lựa chọn rất là nhiều các cái loại vật liệu khác nhau cho ngôi nhà trong mơ của mình. Nếu như các bạn thấy nội dung của video hôm nay là thú vị thì các bạn hãy nhấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh Nội thất A to Z nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và xin chào.